Thưa quý vị, chỉ còn một tuần nữa là kết thúc tháng 3, cũng khép lại quý đầu tiên của năm 2024. Mặc dù là chưa có các số liệu thống kê chính thức về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, nhưng những nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam cũng như dự báo tăng trưởng cho quý 1 của một số tổ chức định chế tài chính đã được nhiều trang tin quốc tế quan tâm đăng tải. Và cùng với đó là những phân tích về động lực cũng như là những thách thức mà Việt Nam cần vượt qua để duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Dựa trên những kết quả khả quan của tháng 1 và tháng 2, Ngân hàng Quốc tế UOB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 1 sẽ đạt 5,5%, tăng đáng kể so với mức 3,3% của quý 1 năm 2023. Ngân hàng có trụ sở ở Singapore lý giải, trong khi rủi ro từ các sự kiện xung đột bên ngoài tiếp tục đè nặng lên kinh tế toàn cầu, triển vọng của Việt Nam được củng cố nhờ sự phục hồi của ngành bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và khu vực, cũng như sự dịch chuyển chuỗi cung ứng có lợi cho Việt Nam và Đông Nam Á. Dữ liệu trong 2 tháng đầu năm rất đáng khích lệ. Xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 2 con số, tăng 17% so với năm ngoái. Sản xuất công nghiệp cũng đã được cải thiện, tăng khoảng 6% so với mức âm của 2 tháng đầu năm 2023. Vốn FDI thực hiện ghi nhận đà tăng với 2,8 tỷ đô la Mỹ. Đà tăng trưởng đang rất khả quan và Việt Nam cần duy trì đà tăng này, đặc biệt bằng cách phát huy những lợi thế sẵn có để tận dụng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng của các công ty lớn. Cũng theo UOB, động lực chung trong lĩnh vực sản xuất và thương mại trong khu vực và trên thế giới đang có những dấu hiệu tích cực, đặc biệt trong nửa cuối năm 2024. Điều đó sẽ giúp lĩnh vực bán dẫn phục hồi vững chắc hơn và các ngân hàng trung ương toàn cầu bắt đầu vận hành chính sách lãi suất phù hợp hơn. Khi các ngân hàng trung ương giảm lãi suất sẽ mang lại những tín hiệu tích cực cho triển vọng kinh doanh. Ví dụ như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng sẽ giảm lãi suất bắt đầu từ khoảng cuối quý 2. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp giảm chi phí kinh doanh cho nhiều quốc gia. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp đà tăng trưởng của Việt Nam được duy trì trong năm nay, đặc biệt là nửa cuối năm. Trích dẫn nhận định, Việt Nam là câu chuyện phát triển thành công của Ngân hàng Thế giới World Bank. Bài viết đăng tải ngày 17 tháng 3 vừa qua trên trang tin Washington Examiner nhấn mạnh, trong khi tự do kinh tế hầu hết đang suy giảm trên khắp thế giới, thì Việt Nam lại đi ngược lại xu hướng chung. Việt Nam là thành viên của rất nhiều hiệp định thương mại tự do, đồng thời cũng đang trong quá trình đàm phán và ký kết các FTA mới như FTA với Ấn Độ, với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay với Canada. Các FTA mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là với Israel và Liên minh châu Âu, đều đang phát huy hiệu quả. Xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng khoảng 10% trong năm nay, một mức cao đối với một nền kinh tế cỡ trung. Nếu có sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực tư nhân, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nền kinh tế nghìn tỷ đô la trong tương lai gần. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của quy mô nền kinh tế Việt Nam cũng là nội dung chính của bài viết trên trang tin Nation của Thái Lan. Trích dẫn dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bài viết cho biết, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam năm 2023 ước tính đạt khoảng 433,3 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh độc lập của Anh, CBR, đánh giá thứ hạng kinh tế của Việt Nam có thể tăng nhanh trong tương lai, vươn lên vị thế thứ 24 vào năm 2033 với nền kinh tế có quy mô 1,05 nghìn tỷ đô la Mỹ. Lý giải sức hấp dẫn của Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế, bài viết trên trang Asian Insiders nhấn mạnh vai trò của chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ các rào cản pháp lý có thể cản trở kết quả đầu tư và kinh doanh. Bên cạnh đó, với sự phục hồi của thị trường lao động và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, tiêu dùng trong nước đang tăng lên mạnh mẽ. Việt Nam đang làm khá tốt trong việc giảm thiểu gánh nặng hành chính cho các công ty, cũng như nâng cao hiệu quả các quy trình thủ tục. Rất nhiều thủ tục đã chuyển sang hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử như hải quan điện tử, khai thuế trực tuyến, v.v. Đó cũng là điều mà Thủ tướng đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam mới đây, đặc biệt là sáng kiến giảm bớt 25% gánh nặng hành chính và thủ tục của tất cả các bộ ban ngành trong 2 năm tới. Nhận định chung của nhiều định chế tài chính đó là tác động kép của xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa đang giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững và năng động. Tiêu dùng nội địa không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định sản xuất của các doanh nghiệp trong nước mà còn góp phần củng cố sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam và thu hút đầu tư của các nhà sản xuất quốc tế.
Với các kết quả khả quan ngay từ những tháng đầu năm, tiêu dùng nội địa được các trang tin quốc tế đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột tăng trưởng chính của kinh tế Việt Nam trong năm 2024. Trích số liệu của Tổng cục Thống kê, trang tin tiếng Nhật Retro cho biết, trong 2 tháng đầu năm, doanh thu ngành bán lẻ của Việt Nam tăng 8,6%, ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 14,7%, dịch vụ du lịch tăng 52,5%. Tôi nhận thấy tiêu dùng nội địa thực sự đang là lĩnh vực chính thúc đẩy nền kinh tế vào lúc này. Thật tuyệt khi thấy lĩnh vực này đã phục hồi và tăng trưởng bởi nhiều công ty trong ngành bán lẻ, F&B và giải trí đã chịu nhiều tổn thất nặng nề trong đại dịch. Tôi rất mừng khi thấy người Việt Nam mạnh dạn chi tiêu nhiều hơn. Không chỉ dự báo xu hướng tiếp tục tăng trưởng của các ngành bán lẻ và dịch vụ, Retro còn đưa tin về nhiều dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại trên khắp cả nước. Tháng 8 năm 2023, BKMX Tokyo đã khởi công xây dựng trung tâm thương mại quy mô lớn đầu tiên tại thành phố mới Bình Dương. Tập đoàn Lotte cũng xây dựng khu phức hợp bao gồm văn phòng, khách sạn, bách hóa tại Hà Nội. Aeon Mall cũng xây dựng trung tâm thương mại tại Thừa Thiên Huế. Đây là những dấu hiệu thực tế cho thấy tiềm năng thị trường nội địa của Việt Nam với các nhà bán lẻ nước ngoài. Các thương hiệu bán lẻ của Nhật Bản như Uniqlo, Muji, Matsumoto, Kiyoshi hay Aeon đều đã đầu tư vào Việt Nam và có nhiều mặt hàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở tầng lớp thu nhập trung bình. Riêng Aeon có tới 90% khách hàng là người Việt. Các nhà đầu tư từ Thái Lan cũng đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam với nhiều triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn. Dân số tăng, thu nhập của người dân cũng tăng, các phương pháp giao dịch thuận lợi hơn, ví dụ như thương mại điện tử và giao hàng tận nơi, khiến việc mua hàng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, các kênh bán hàng trực tuyến cũng khuyến khích nhu cầu mua sắm của người dân hơn. Sự bùng nổ của thương mại điện tử tại Việt Nam cũng chính là yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ. Bài viết trên trang tin Marocquit cho biết, thị trường thương mại điện tử Việt Nam dự kiến sẽ đạt 650.000 tỷ đồng. Tương đương với 27,08 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Ước tính này dựa trên sự phát triển đáng kể được ghi nhận trên thị trường thương mại điện tử với doanh thu 20,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tương đương với 7,8% đến 8% tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong nước. Theo báo cáo của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Matrix, trong năm 2023, khoảng 2,2 tỷ đơn hàng đã được giao thành công bởi 5 nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Việc sử dụng điện thoại di động ở Việt Nam rất phổ biến, giúp kích thích tiêu dùng. Hiện tại, ở Việt Nam, ngay cả những người không có tài khoản ngân hàng vẫn có thể thực hiện các giao dịch bằng điện thoại di động. Theo khảo sát của Visa, cứ 5 người Việt thì có 4 người sử dụng ví điện tử, tức là họ không cần đến tiền mặt để thực hiện các giao dịch thanh toán. Còn theo trang tin The Store, mua sắm trực tuyến tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên thị trường bán lẻ Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường thương mại điện tử đang ngày càng chọn lọc hơn và chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt hơn khi người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn những người bán hàng uy tín. Do đó, những công ty không có chiến lược phù hợp sẽ khó tồn tại trên thị trường. Vâng, bên cạnh tiềm năng dồi dào từ thị trường bán lẻ nội địa, Việt Nam còn thu hút sự chú ý với chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của mình, đặc biệt là mục tiêu đào tạo 20.000 kỹ sư và chuyên gia về chip bán dẫn trong 5 năm tới. Báo chí quốc tế đã có nhiều bài viết phân tích về cơ hội cũng như là thách thức của Việt Nam khi hiện thực hóa chiến lược này. Sức hấp dẫn của Việt Nam trong lĩnh vực chip bán dẫn là không thể phủ nhận khi liên tục có các tập đoàn lớn trên toàn cầu đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng sản xuất. Trang tin Nikkei Asia đưa tin về chuyến thăm gần đây của Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn bán dẫn Lam Research, Kartik Ramohan tới Hà Nội với mục đích đánh giá các cơ hội đa dạng hóa chuỗi cung ứng và hỗ trợ các hoạt động sản xuất của công ty ở châu Á. Bài viết cho biết, hàng chục công ty chip đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó nhiều nhà sản xuất nước ngoài, từ Amkor đến Hanamicron đều công bố kế hoạch mở rộng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện mục tiêu trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu của Việt Nam, điều cốt yếu là phải phát triển lực lượng lao động lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành cả về chất lượng và số lượng. Trích dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trang tin The Store của Malaysia cho biết, Việt Nam có đủ nguồn lực để đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư cho ngành vào năm 2030, tầm nhìn 2045. Tôi nghĩ tham vọng mở rộng lực lượng lao động bán dẫn là thách thức không nhỏ, nhưng khả thi.
Các khoản đầu tư cũng như sự quan tâm của các tập đoàn lớn trong ngành đối với Việt Nam chính là minh chứng cho điều này. Việt Nam có thể dựa vào nguồn kiến thức dồi dào mà các tập đoàn này mang đến, xây dựng lực lượng kỹ sư bán dẫn cho mình. Hợp tác với những gã khổng lồ bán dẫn để đào tạo nhân lực cũng chính là hướng đi đang được Việt Nam lựa chọn. Theo The Star, các tập đoàn lớn như Siemens, Synopsys và Cadence đều đã ký kết các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với Việt Nam để cung cấp dịch vụ đào tạo, chương trình giảng dạy và tài nguyên giáo dục, cũng như thành lập trung tâm ươm tạo thiết kế chip. Xây dựng hệ sinh thái liên quan đến việc phát triển các kỹ sư bán dẫn cũng như kỹ sư phần mềm trên khắp Việt Nam là rất quan trọng vào thời điểm này. Việt Nam nên xem xét hợp tác cùng các quốc gia đi đầu về phát triển chip để xem xét cách họ biến hoạt động sản xuất chip thành mũi nhọn cho nền kinh tế như thế nào, từ đó học hỏi kinh nghiệm. Việt Nam nên tăng cường triển khai các chương trình dạy nghề, phát triển chuyên môn liên tục, tạo điều kiện cho người lao động được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc. Kể cả những nhân viên đã làm việc từ 5, 10 hay 15 năm trở lên trong ngành bán dẫn, vì công nghệ đang thay đổi từng ngày, càng có nhiều chuyên gia bán dẫn đến Việt Nam và khơi dậy đam mê theo đuổi ngành này của các bạn trẻ. Bình luận về lực lượng lao động sẽ là trung tâm của kế hoạch đào tạo nhân lực bán dẫn, cũng chính là các bạn trẻ thế hệ Z. Trang tin Japan Times cho biết, nhiều sinh viên ngành điện tử đã biết họ muốn đóng vai trò gì trong lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cần đầu tư vào đào tạo có chất lượng để sinh viên có được những kỹ năng thực tế mà các công ty hàng đầu thế giới yêu cầu. Ngành bán dẫn có rất nhiều lĩnh vực, từ thiết kế, phát triển cho tới sản xuất thiết bị, tiền sản xuất và hậu sản xuất, rồi các ứng dụng. Do đó, điều quan trọng là cần tập trung vào lĩnh vực nào để đào tạo nguồn nhân lực. Bởi nhân lực ngành này cần nắm rõ một lượng lớn kiến thức. Ngoài ra, công nghệ phát triển rất nhanh. Trước đây có thể tập trung vào thẻ nhớ, bây giờ là chip, CPU. Do đó, nguồn nhân lực hiện nay có theo được sự phát triển của công nghệ 10 năm sau hay không, đó cũng là vấn đề lớn. Tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu phục hồi tích cực. Trước những cơ hội mới, đi kèm với đó là những thách thức mới, Việt Nam cần làm gì để tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng trong ngắn và trung hạn? Sau đây là khuyến nghị của các chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế. Một trong những điều Việt Nam cần làm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dù là giao thông, điện, nước hay là nhà ở. Điều này sẽ giúp duy trì tính cạnh tranh của Việt Nam. Dù việc xây dựng cơ sở hạ tầng này đúng sẽ tốn kém, nhưng về lâu dài, nó sẽ giảm chi phí kinh doanh. Nếu hàng hóa của bạn có thể được giao nhanh hơn, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu đường của bạn ít tắc nghẽn hơn, hoặc công nhân có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhanh hơn, thì chi phí cũng giảm. Chúng tôi trên hết vẫn khuyến nghị cần có sự cải thiện và rút gọn các quy trình cấp phép, đặc biệt là cấp giấy phép kinh doanh. Điều này thực sự giúp các công ty có thể thành lập và đi vào hoạt động nhanh chóng hơn, từ đó tạo việc làm cho nền kinh tế. Quá trình chuyển đổi năng lượng vẫn rất quan trọng, và chúng ta cần làm rõ các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đồng thời đảm bảo giá cả và tài chính cạnh tranh để thu hút đầu tư tư nhân cho quá trình chuyển đổi năng lượng đó. Ngành bán dẫn là một ngành thiếu ổn định. Khi nhu cầu cao, thì lượng sản xuất không đủ để đáp ứng. Do đó, sinh viên khó mà định hướng sự nghiệp tương lai cho mình ở ngành này. Mặc dù sự lên xuống bất thường của ngành này có ít nhiều tác động, nhưng các chuyên gia cũng cần cân nhắc, xem xét, hoạch định các chính sách để tập trung đào tạo vào các lĩnh vực trọng tâm. Chúng tôi hiện đang thu thập các dữ liệu cho chỉ số niềm tin kinh doanh quý 1 và cũng rất mong chờ một kết quả tích cực. Các doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng có thể tiếp tục đạt được tăng trưởng dù khiêm tốn và quan trọng hơn là duy trì được sự ổn định. Sau khoảng thời gian đầy biến động vài năm qua, thì điều mà các doanh nghiệp trân trọng chính là sự ổn định và đó cũng là lợi thế của Việt Nam. Duy trì môi trường ổn định cũng là yếu tố giúp người dân yên tâm chi nhiều hơn thay vì thận trọng và tiết kiệm. Thưa quý vị, một tuần nữa đã khép lại với nhiều thông tin và nhận định về Việt Nam từ truyền thông và các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh việc phát huy các lợi thế sẵn có, thiện chí và tinh thần quyết tâm của chính phủ luôn là yếu tố được báo chí quốc tế và các chuyên gia nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao khi nhắc tới Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để họ tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.